Hồ Bích Trâm khoe mặt mộc rạng rỡ ôm quý tử xuất viện. Ngày 9 tháng 12 vừa qua, Hồ Bích Trâm đã hạ sinh con trai đầu lòng. Nữ diễn viên chi tiền khủng để được chăm sóc ở một bệnh viện quốc tế đầy đủ tiện nghi. Sau gần một tuần, Hồ Bích Trâm và quý tử chính thức được về nhà. Mới đây trên Facebook của bé Liêm, Hồ Bích Trâm chia sẻ hình ảnh cùng con trai xuất viện. Cô được khen hết lời vì nhan sắc rạng rỡ, làn da sáng mịn khỏe khoắn. Trên tay cô, quý tử trong bụ bẫm và cô vẫn giữ kín diện mạo của con. Lần đầu làm mẹ, Hồ Bích Trâm xúc động. Hôm nay bác sĩ cho vài tấm ở phòng mổ. Nhớ lại khoảnh khắc ấy lại xúc động. Nghe tiếng khóc của con cũng là lúc cả mẹ và ba khóc theo. Hạnh phúc thật sự. Lúc đẩy vào phòng mổ, người lạnh toát, lo quá trời lo. Bình thường coi trên phim, nay mới thấy phòng mổ ở ngoài. Mũi gây tê ở cột sống không đáng sợ, nhẹ nhàng và không còn biết gì nữa. Cho đến khi cậu ấy khóc, hành trình đi sinh sẽ là kỷ niệm và có thể lặp lại vào năm khác. Nữ diễn viên còn bị tắc sữa, phải chịu đau khi vắt ở những ngày đầu. Thật may, quý tử ngoan ngoãn và không quấy khóc đêm, nên cô cũng đỡ vất vả. Hồ Bích Trâm xúc động kể về khoảnh khắc trong phòng sinh, chồng doanh nhân cận kề không rời. Dù đã trải qua 3 ngày, nhưng Hồ Bích Trâm vẫn xúc động khi nhớ về khoảnh khắc trong phòng sinh cùng chồng đón quý tử chào đời. Vào ngày 9 tháng 12, Hồ Bích Trâm chính thức hạ sinh con trai đầu lòng cho chồng doanh nhân. Nhóc tì nặng 3,5 kg, gọi thân mật là Leon. Nữ diễn viên chưa vội khoe trọn dung mạo quý tử mà đợi bé cứng cáp hơn trong thời gian tới mới đăng ảnh cho mọi người ngắm. Mới đây, Hồ Bích Trâm lần đầu đăng tải hình ảnh chụp lại khoảnh khắc trong phòng sinh. Trong suốt thời gian sinh nở, ông xã của cô luôn cận kề động viên tinh thần cho cô. Nữ diễn viên cho biết, hôm nay bác sĩ Hiền cho vài tấm ở phòng mổ, nhớ lại khoảnh khắc ấy lại xúc động. Nghe tiếng khóc của con cũng là lúc cả mẹ và ba khóc theo, hạnh phúc thật sự. Lúc đẩy vào phòng mổ, người lạnh toát, lo quá trời. Bình thường coi trên phim, nay mới thấy phòng mổ ngoài sợ dã man, mũi gây tê ở cột sống không đáng sợ, nhẹ nhàng và không còn biết gì nữa cho đến khi cậu ấy khóc. Hành trình đi sinh sẽ là kỷ niệm và có thể lặp lại vào năm khác. Ngay từ khi chưa chào đời, quý tử nhà Hồ Bích Trâm đã được bố mẹ chuẩn bị một cuộc sống nhung lụa đầy đủ vật chất. Nữ diễn viên và gia đình mua sắm hàng hiệu, trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ việc chăm sóc cho nhóc tì. Hồ Bích Trâm mang bầu được gia đình cưng như trứng mỏng. Vợ chồng Hồ Bích Trâm đang tận hưởng khoảng thời gian thiêng liêng nhất cuộc đời khi sắp chào đón thiên thần nhí. Mới đây, cặp đôi dẫn nhau đi khám bác sĩ để cập nhật tình hình của con. Nữ diễn viên không giấu được niềm vui khi còn hơn 2 tháng nữa sẽ nhìn thấy món quà vô giá này. Nữ phụ bánh mì ông màu viết: "Hôm nay Leon tròn 30 tuần được 1,6 cân rồi. Mẹ Trâm lên có 400 gram hà. Con khỏe mạnh lên cân là mẹ Trâm vui nhen. Còn 2 tháng 10 ngày nữa gặp em bé. Bác sĩ bảo ăn bao nhiêu vào em bé hết. Giỏi." Đồng hành cùng người đẹp không ngoài ai hết chính là ông xã. Kể từ khi kết hôn cho đến khi đón tin mừng có em bé, có thể thấy Hồ Bích Trâm được chồng yêu thương và quan tâm hết mực. Trong những lần nữ diễn viên xuất hiện đều có sự góp mặt của ông xã điển trai phía sau. Anh giống như một vệ sĩ luôn tháp tùng bên cạnh vợ trong mọi khoảnh khắc từ đời thường đến sự kiện. Dù là một người kín tiếng, ít muốn lộ diện trước truyền thông, nhưng vì không muốn mỹ nhân đến từ Quảng Ngãi một mình mà anh sẵn sàng hy sinh bản thân. Bên cạnh việc được chồng yêu chiều, cô còn may mắn khi có hai mẹ luôn bên cạnh chỉ dạy nhiều điều. Nữ diễn viên từng chia sẻ về niềm hạnh phúc vì có được cuộc sống như mơ ở hiện tại. Dù trong quá khứ thiếu vắng tình cảm, nhưng người đẹp đã được bù đắp bằng những điều tốt hơn. Gần đây Hồ Bích Trâm cũng nhận về cơn mưa lời khen khi dẫn hai mẹ đi spa làm đẹp dù ở tháng thứ 7 thai kỳ. Có thể nói nhờ vào tính cách hào sảng và hiếu thảo mà nữ diễn viên liên tục gặp may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Trong suốt thời gian mang thai, dù có lên cân nhẹ nhưng Hồ Bích Trâm vẫn được gọi là mẹ bầu xinh đẹp khi bất chấp cả camera thường vẫn rạng rỡ và tươi tắn. Nhiều lần sải bước tại sự kiện, cô không ngần ngại lên đồ chặt chém phủ hàng hiệu đạo dáng bất phân thắng bại với dàn mỹ nhân Việt. Có được cuộc sống viên mãn như thế tất cả là nhờ được ông xã tâm lý chăm lo và gia đình yêu thương bên cạnh. Thời gian tới chắc chắn hai vợ chồng Hồ Bích Trâm sẽ vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho sự chào đời của nhóc tì. Người hâm mộ hy vọng cô luôn vui vẻ và hạnh phúc.